tỷ lệ chiến thắng của ông Trump bất ngờ tăng lên. Tranh luận giữa hai phó tướng trong bầu cử Mỹ gây bất ngờ. New York Times ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tỷ lệ chiến thắng của ông Trump bất ngờ tăng lên sau cuộc tranh luận Vance Wong. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance và Đảng Dân Chủ Tim Wong, tỷ lệ chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 đã bất ngờ tăng lên. Theo một số nhà cái hàng đầu, tỷ lệ chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây tăng lên sau cuộc tranh luận hôm 1 tháng 10 giữa hai ứng cử viên phó tổng thống của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Trước cuộc tranh luận Vance Wong, nhà cái Betfair vốn cho rằng phó tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng cử viên sáng giá để giành chiến thắng, đã đảo ngược điều này vào sáng 2 tháng 10 và đặt ông Trump ở vị trí nhỉnh hơn một chút so với bà Harris. Một số nhà cái khác như Paddy Power và Spreadex cũng đưa ra quyết định tương tự. Hôm 1 tháng 10, ông Vance và ông Wong đã đối mặt nhau trong một cuộc tranh luận tương đối ôn hòa và tập trung vào các chính sách, trong đó hai bên xung đột về một số vấn đề như nhập cư và kiểm soát súng. 6 nhà báo của Newsweek kết luận rằng ông Vance đã thắng trong cuộc tranh luận, trong khi hai người cho rằng ông Wong giành ưu thế và 4 người cho rằng hai bên hòa nhau. Hôm 1 tháng 10, nhà cái Betfair đưa ra tỷ lệ 20-21, tương đương 51,2% cho khả năng bà Harris chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đến sáng 2 tháng 10, tỷ lệ này là 21/20, tương đương 48,8%, trong khi tỷ lệ chiến thắng của ông Trump là 1/1, tương đương 50%. Phát biểu với Newsweek, người phát ngôn của nhà cái Betfair, ông Sam Rosenblum cho biết, đây thực sự là một thị trường cá cược đầy biến động và tỷ lệ cá cược đã hoàn toàn đảo chiều và ông Trump đã trở lại là ứng cử viên hàng đầu trên sàn cá cược. Ông này cho biết thêm, bà Kamala Harris từng có tỷ lệ chiến thắng là 20-21 vào hôm 1 tháng 10 để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã bị thay đổi thành 21/20 sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn hơn một tháng nữa, diễn biến mới này khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sáng 2 tháng 10, Newsweek đã liên hệ qua email với các nhà đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris để yêu cầu bình luận. Vào ngày 1 tháng 10, trước cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ, nhà cái Paddy Power đưa ra tỷ lệ cá cược là 1-1, tương đương 50% cho chiến thắng của ông Trump. Nhưng đến 2 giờ sáng ngày 2 tháng 10, tỷ lệ này là 9/10, tương đương 52,6%. Tương tự vào hôm 1 tháng 10, nhà cái Spreadex đưa ra tỷ lệ cá cược 19/20, tương đương 51,3% cho chiến thắng của ông Trump. Nhưng vào sáng 2 tháng 10, tỷ lệ này đã thay đổi thành 10/11, tương đương 52,4%. Ngay sau cuộc tranh luận giữa Vance và Wong. Tỷ lệ chiến thắng của ông Trump cũng đã được Star Sports điều chỉnh sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ từ 21/20 sang 19/20. Phát biểu với Newsweek, chuyên gia phân tích cá cược chính trị cho biết rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu. Nhưng hiện nay, khoảng cách giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang cực kỳ xích sao. Theo các chuyên gia, với việc ông Vance được cho là chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò từ CNN và CBS, thì ông Trump đã quay trở lại vị trí ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ cược cao hơn so với bà Kamala Harris và hiện giờ không còn khoảng cách quá lớn giữa hai ứng cử viên. Theo một cuộc thăm dò nhanh do đài CNN thực hiện với các cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, 51% cho rằng ông Vance là người chiến thắng, trong khi 49% ủng hộ ông Wong. Cuộc thăm dò có sai số là cộng trừ 5,3 điểm. Tranh luận trước bầu cử Mỹ bất ngờ được gió. Nhiều khán giả theo dõi cuộc tranh luận sáng 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam đã bất ngờ trước thái độ ôn hòa và thân thiện giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, gồm thượng nghị sĩ bang Ohio ông J.D. Vance và thống đốc bang Minnesota Tim Wong của Đảng Dân Chủ. Hai ứng cử viên đã tập trung tranh luận các vấn đề chính sách và tránh những màn công kích cá nhân như đã từng diễn ra trong cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng trước. Ông Wong đến từ bang Minnesota, còn ông Vance đến từ bang Ohio, đều thuộc vùng trung tâm nước Mỹ, vốn tự hào về thái độ lành mạnh và thân thiện. Mỗi người đều đem lại sự đa dạng về địa lý cho ứng viên Tổng thống của mình, với ông Trump đến từ bờ Đông, còn bà Harris đến từ bờ Tây. Tuy nhiên, quan điểm của hai ứng cử viên Tổng thống đã phủ bóng lên cuộc tranh luận giữa hai phó tướng, khi ông Wong chỉ trích rằng ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ và không phù hợp để lãnh đạo nước Mỹ trên trường quốc tế. Trong khi đó, ông Vance chỉ trích bà Harris về những vấn đề kinh tế và nhập cư lậu. Theo tờ Politico, hai ứng cử viên phó tổng thống
dành phần lớn thời gian cho cuộc tranh luận kéo dài 90 phút được tổ chức bởi CBS News để bảo vệ ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Về vấn đề nhập cư, ông Vance bảo vệ những chính sách biên giới của ông Trump, trong khi ông Warren chỉ trích vị cựu tổng thống về việc chỉ xây dựng chưa đến 2% bức tường biên giới với Mexico khi được nhiệm. Về kinh tế, ông Vance ca ngợi thành tích của ông Trump trong việc tăng lương, giảm lạm phát, đồng thời chỉ trích bà Harris về kinh tế. Về y tế, hai ứng viên tranh cãi nhau về đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền và chi phí thuốc kê toa. Về đối ngoại, họ thay phiên đổ lỗi cho đảng của đối phương về việc làm xấu đi sự bất ổn toàn cầu. Sau cuộc tranh luận, ông Trump khen ông Vance thể hiện tốt. Tờ Independent dẫn thông báo do chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa đưa ra cho rằng ông Vance đã phác thảo một cách ngắn gọn kế hoạch của ông Trump, Vance, nhằm khôi phục sự thịnh vượng, an toàn và an ninh cho người dân Mỹ sau 4 năm bị hủy hoại dưới tay bà Harris. Về phía Đảng Dân Chủ, chiến dịch Harris-Warren ra thông báo đề nghị ông Trump tranh luận lần 2 với bà Harris. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tin rằng người dân Mỹ xứng đáng được chứng kiến bà và ông Trump bước lên sân khấu tranh luận thêm một lần nữa. Ngoài ra, thông cáo cho rằng ông Warren đã thể hiện sự tương phản trong tranh luận. Khi là một người nói thẳng, tập trung vào việc chia sẻ các giải pháp thực tế, trước một chính trị gia đã dành cả đêm để bảo vệ sự chia rẽ và những thất bại của ông Trump. Trong động thái phản ứng, ông Trump nói rằng bà Harris đưa ra đề nghị tranh luận một lần nữa vì họ đã thua cuộc tồi tệ trong đêm tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Ông so sánh, nó giống như một võ sĩ thua cuộc, đứng dậy và nói rằng muốn đấu lại. Liên quan tới cuộc tranh luận Warren-Vance, đài CNN dẫn khảo sát với sự tham gia của 574 cử tri cho thấy 48% đánh giá ông Warren đề cập nhiều hơn đến những nhu cầu và vấn đề cần giải quyết. Theo một khảo sát khác của CBS News với sự tham gia của 1.630 cử tri, đa số đều cho rằng cuộc tranh luận diễn ra tích cực. Khoảng 42% cho rằng ông Vance thắng trong tranh luận, trong khi tỷ lệ dành cho ông Warren là 41%. Khảo sát có biên độ 2,7 điểm phần trăm. New York Times ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ban biên tập của New York Times ngày 30 tháng 9 bày tỏ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Bài viết của New York Times không đề cập đến tên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho tới tận đoạn thứ tư. Bài báo tập trung phân tích những yếu tố khiến ông Trump không phù hợp để làm Tổng thống, trong đó có yếu tố sức khỏe. Trong bài viết, New York Times thừa nhận bà Harris có thể không phải là ứng viên hoàn hảo đối với mọi cử tri, nhưng chúng tôi kêu gọi người Mỹ hãy đối chiếu hồ sơ của bà Harris với đối thủ của bà ấy. New York Times cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ gây tổn hại và chia rẽ nhiều hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Ngược lại, ban biên tập của New York Times nhận định bà Kamala Harris là lựa chọn duy nhất. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump chưa bình luận về bài viết của New York Times. Đáng chú ý, ban biên tập của New York Times đã không ủng hộ một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nào trong cuộc đua Tổng thống Mỹ kể từ năm 1956 tới nay.